Đường Hà Nội ngập sâu sau bão số 2, nhiều người phải xin nghỉ làm bất đắc dĩ. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng ngày 24 tháng 7, tại đường Đàm Quang Trung gần nút giao Cổ Linh Long Biên Hà Nội đã xảy ra tình trạng ngập sâu. Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động xe chuyên dụng cùng công nhân để lập rào chắn, tiến hành bơm tiêu thoát nước tại tuyến đường này. Từ sáng sớm 24 tháng 7, đoạn đường đại lộ Thăng Long và Hoàng Tùng thuộc địa bàn xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập nặng, nhiều đoạn ngập từ 30 đến 90cm. Các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển, không ít phương tiện do cố tình di chuyển đã bị chết máy, nằm giữa dòng nước sâu. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Văn Dương, sống ở tòa nhà GMX1, cho hay từ 6 giờ sáng anh ra khỏi nhà đi làm, đã thấy các đường xung quanh tòa nhà dẫn ra các khu vực trong tình trạng ngập nặng không thể di chuyển. Sáng nay tôi có cuộc họp ở công ty, nhưng khi đi thăm dò tất cả các tuyến đường quanh khu vực đều ngập nặng, không thể đi được nên phải báo cáo xin nghỉ, anh Dương nói. Không chỉ anh Dương mà rất nhiều người làm văn phòng, công sở sinh sống tại các tòa GMX 1, 2 trong sáng nay đều phải xin nghỉ hoặc cố lội nước vượt vịnh An Khánh đi làm. Theo một số công nhân công ty thoát nước Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây, do mưa lớn ảnh hưởng từ bão và các khu vực này là vùng trũng nên đã gây ngập trên diện rộng ở các tuyến đường ở khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Nam Từ Liêm. Hiện đơn vị này đã cử các công nhân ứng trực tại các điểm để hướng dẫn giao thông cho người dân. Tại khu vực Hồ Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, nước dưới lòng hồ tràn mặt đường ngập sâu khiến nhiều phương tiện giao thông khó khăn. Trong đó không ít xe máy bị chết máy, giắc bộ. Đúng giờ đi làm nên nhiều người cố gắng tìm các tuyến đường khác để di chuyển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.